Ôi anh em ơi, anh em có thấy cái bực thầy trộm cắp của cái nghệ thuật trộm cắp của con Clom ạ? Ui trời ơi. Ôi trời ơi, đây là động lực công phá công ạ, và đây là giật bóng khỉ mất sạch toàn bộ hết hiệu ứng rồi anh em ạ. Thì hãy cố gắng gọi là bây giờ thì chơi tạm, chưa có điều kiện chơi tiền chơi tạm. Ui trời ơi, anh em nhìn cái đòn đánh thưởng con Vêu kìa. Không thấy kỹ năng, không thấy đòn đánh thưởng của con Vêu đâu cả anh em ạ. Vãi cả tè luôn. Đấy anh em thấy đòn đánh thưởng con Vêu. Chắc là sẽ di chuyển. Ui trời ơi, lâu lắm rồi mới thấy cái con bùa tím này. Hello. Hello ông, bùa tím này nhìn cute vãi cả nồi anh em ạ. Và ôi trời ơi, anh Lót. Ôi trời ơi, anh Lót ơi, là anh Lót ơi. Lâu lắm rồi mới thấy anh Lót này. Ôi trời ơi, kỹ năng của anh rồi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây là anh Lót ở bản đồ cơ bản tối thiểu trong cái chế độ mượt mà, tức là low setting trong tựa game Mobile Legends anh em ạ. Ôi vãi cả trưởng các ông ạ. Sao tôi nhìn thấy cái hoạt cảnh của cái skin cực kỳ xịn Valentine vừa mới ra của Clon được cứ sọc pe pha ke như nào nhỉ. Cái màn hình còn chả được bật kìa các ông kìa. Vâng, xin chào các bạn đã quay trở lại với thế giới Mobile Legends ở trên đường của Top Mỡ. Và như anh em có thể đang nhìn thấy ở trên màn hình đây đúng không ạ? Thì ngày hôm nay Mỡ vẫn chơi Mobile Legends như bình thường, sử dụng cái vị tướng xạ thủ Clot ở trong cái trang phục mới nhất Tâm Nguyện Rực Cháy. Nhưng có một cái khác biệt rất rõ ràng anh em có thể nhìn thấy, đó chính là Mỡ để đồ họa ở mức low setting thấp nhất luôn anh em ạ. Để mà Mỡ thử trải nghiệm xem rằng là nếu như mà Mỡ chơi Mobile Legends trên một chiếc điện thoại có thể nói là không hề xịn thì cấu hình nó sẽ như thế nào. Ôi anh em ơi, anh em có thấy cái bực thầy trộm cắp của cái nghệ thuật trộm cắp của con Clom ạ? Ui trời ơi, nói thật với anh em là nếu như mà không có cái định hướng thì phải khẳng định rằng là Mỡ cũng không biết cái tầm thi triển của cái chiêu một này nó đến đâu luôn anh em ơi. Vãi cả trưởng. Vâng, khi mà chúng ta để lowest setting, tức là cái chế độ đồ họa thấp nhất, tức là cái chế độ mượt mà anh em, thì game nó sẽ giảm đi gần như là toàn bộ những cái trải nghiệm về game, và chúng ta chỉ còn thấy được những cái nội dung nó được đánh giá là rất quan trọng thôi. Khi mà anh em bỏ cái này nhá, là nó sẽ bỏ những thứ như sau này. Thứ nhất là hiệu ứng về skin, được chưa ạ? Cái thứ hai là bỏ luôn cho đó là cái hiển thị về sát thương. Cái thứ ba là những cái mà rườm rà về effect, thậm chí là effect của kỹ năng luôn cũng bỏ đi anh em ạ. Chỉ để cho chúng ta, tức là game lúc này có thể hiểu rằng là máy của các ông đã cùi rồi, bây giờ ông lại còn muốn thêm hiệu ứng của skin thì để làm gì, mà đã không có hiệu ứng của trang phục thì còn cần hiệu ứng của kỹ năng để làm gì, anh em hiểu không ạ? Và chúng ta có được một cái con Mobile Legends phiên bản gọi là đồ họa thấp nhất nó là như thế này anh em ạ. Đấy, và như anh em có thể nhìn thấy ở đây, hiệu ứng có thể nói là cực kỳ bá đạo luôn. Mỡ đang thấy có team bạn ở đây là đấu sĩ Alot ở đường rừng, anh ta đào xuống đường dưới và muốn tham vào mạng của đó là cái vị tướng Barak, nhưng ta đã phải lên bàn điều số. Và ôi rồi, đây là động lực công phá công ạ, và đây là giật bóng khỉ mất sạch toàn bộ hết hiệu ứng rồi anh em ạ. Không có một tí hiệu ứng gì cả, đến cái bật biểu tượng cảm xúc nhìn nó cũng khựng khựng, nó cũng đờ đờ. Những cái đòn bắn thường của cái con Clot này nhìn nó cũng thô. Đấy, thi thoảng nó vẫn sẽ hiện lên những cái chữ như kiểu chữ yes, hay là những cái chữ như kiểu chữ love, bởi vì là nó là những cái nó giống như kiểu gọi là tối cơ bản rồi. Bây giờ bỏ đi chắc là cái skin này nó cũng chẳng khác gì một cái skin mặc định cả. Và dĩ nhiên nếu như mà điện thoại của anh em mà không bật được cái đồ họa cao cấp lên ý, thì anh em cũng không thể sử dụng được cái bản đồ đảo linh thiêng, anh em hiểu không? Mà anh em chỉ sử dụng được cái bản đồ gọi là bản đồ cũ cũ này thôi. Đấy, cái bản đồ là cái thay đổi rõ rệt nhất mà như anh em có thể đang được nhìn thấy. Đấy, tổng qua lại mà nói, thì nếu như mà anh em nào mà để đồ họa thấp nhất thì anh em hoàn toàn có thể chơi được Mobile Legends trên máy yếu. Đấy, nhưng mà cái trải nghiệm của anh em rõ ràng là, ví dụ như là trải nghiệm của anh em .10 đi, thì đồ họa này nó chỉ mang đến cho anh em trải nghiệm khoảng độ tầm chừng 3 đến 4 điểm thôi. Cái 3 và cái 4 điểm ở đây nó là đến từ cái gọi là cái gì, độ mượt mà khi mà chơi game anh em ạ.
Đấy, còn lại thì những cái yếu tố khác như là hiệu ứng trang phục, hiệu ứng kỹ năng đòn đánh, rồi thì những cái liên quan đến hiển thị về hiệu ứng hình ảnh, thậm chí là đòn đánh của kẻ địch, anh em còn nhìn không rõ cơ. Thì nói thật với anh em nào mà có cái điện thoại mà chỉ chơi được cái chế độ mượt mà như thế này thì hãy cố gắng gọi là bây giờ thì chơi tạm, chưa có điều kiện chơi tiền chơi tạm. Ui rồi anh em nhìn cái đòn đánh thưởng con Vêu kìa, không thấy kỹ năng, không thấy đòn đánh thưởng của con Vêu đâu cả anh em ạ, vãi cả tè luôn. Đấy anh em thấy đòn đánh thưởng con Vêu, ui dồi ôi, nó mờ mờ, nó bé bé. Nói thật với anh em, những cái đòn đánh này nó rất là quan trọng nhá. Về cơ bản ở trong những cái trận đấu rank cao, những cái đòn đánh thường bồi thêm nó cũng có sát thương, mà anh em gọi là không để ý thì mấy cái này thì thôi, tầm này cũng chịu. Anh em thấy không, mặc định là khi mà chúng ta vào là nó sẽ tắt gần như là mọi thứ. Đấy, để cho chúng ta gọi là có được cho mình một cái mức độ mượt mà nhất có thể. Chơi game lúc này thì nó sẽ ít giật hơn. Đấy, nhưng mà bù lại về cơ bản là anh em sẽ có được những cái tình huống lên bảng điểm số có lẽ là nó bất đắc kỳ tử hơn, bởi vì có nhìn thấy cái điếu đâu mà đòi mà đòi né thế anh em ạ. Và đấy anh em có thể nhìn thấy đâu, hiểu hiển thị sát thương nó về cơ bản nó tắt, anh em vẫn có thể bật được. Đấy anh em thấy không ạ, bật thì nó lên đam. Đấy, nó lên đam là như vậy. Rồi đang oánh nhau ở đây, mở thấy hiệu ứng về cơ bản là nhìn được chiêu cuối. Ôi dồi ôi, chiêu cuối của Claude này cao này. Ôi dồi ôi, nhưng bù lại cái nhá là phép bổ trợ phản kích hiển thị vẫn rất rõ ràng. Anh em hiểu không ạ? Phép bổ trợ phản kích nó hiển thị vẫn rất là ok la, để cho kẻ địch thấy được rằng là à, cái thằng này nó đang bật phản kích đấy anh em ạ. Ok, có cái gì để mà mỡ muốn chia sẻ với anh em nhỉ? Chắc là trước mắt là tạm thời nó là như vậy anh em ạ. À, nếu như anh em có thể để ý kỹ ở giao diện phòng chờ lúc mới chọn tướng hoặc thậm chí là trong game ý, anh em sẽ thấy là những cái độ phân giải của cái bản đồ này nó vẫn hơi mờ, nó giống như kiểu nó bị outnet ý. Đấy, nó hơi bị gai gai, nó thể hiện gọi là cái mức đồ họa nó không được full HD anh em ạ, nó không được sắc nét, và nó sẽ mang đến cho anh em một cái trải nghiệm. Ui dồi ôi, cái chiêu bột còn kèm hiểu ném ra nhìn tù thì đừng hỏi luôn anh em ạ. Vâng, ok, trong trận đấu này thì Mợ sẽ cố gắng hoàn thiện một cái game đấu về vị tướng xạ thủ Claude, một trong những cái vị tướng xạ thủ cũng khá là mạnh ở mùa giải hiện tại, khi mà những cái món trang bị như là cái lưỡi hán mòn, gậy như ý và kèm theo đó là cái kiếm diệt quỷ nó được tăng sức mạnh lên anh em nhá. Mợ đã cầm được cái lưỡi hán mòn rồi, bây giờ là Mợ sẽ lên cái kiếm diệt quỷ, gậy như ý, sau đó sẽ là những cái món thủ kiểu như là cái cung thần phong để mà counter đi được cái lượng sát thương đến từ những cái vị tướng sát thương vật lý bên phía công ty bạn, và ở đây là động lực công phá. Vâng, Sấy có thể nói là, nói thật với anh em nhá, thì nếu như mà làm cái video clip này này ấy, chẳng qua là Mỡ thi thoảng Mỡ làm demo cho anh em xem thôi, chứ nếu như mà anh em nào mà làm YouTube ý, hoặc là chia sẻ cái gameplay của mình mà để cái đồ họa này thì những cái người mới chơi ý, cái người mà người ta muốn xem thử đồ họa Mobile Legends này như thế nào ấy, thì chắc là người ta chán luôn, người ta không muốn chơi game nữa luôn anh em ạ. Đấy, cho nên là thi thoảng Mỡ mới làm cái video clip và chơi cái đồ họa là như thế này thôi. Vâng, ngày xưa thì nói thật với anh em là cái hồi mà Mỡ mới làm về Mobile Legends ý, thì Mỡ nghĩ là để đồ họa như thế nào không quan trọng, chỉ cần mượt mà là quá đủ rồi. Bởi vì khi mà chúng ta chơi chế độ mượt mà ấy, thì rõ ràng là cái action, cái hình thức xử lý của chúng ta nó sẽ là mượt nhất. Đấy, chúng ta sẽ không bị những cái tình huống như là khựng giật. Đấy, nhưng mà càng chơi lâu thì Mỡ càng nhận ra một cái điều rằng là anh em để chế độ mượt mà ấy, thì nó sẽ mang đến cho anh em không chỉ là trải nghiệm về game nó đang có thể nói là rất là tệ và nó là trải nghiệm thấp nhất, mà nó còn làm cái vấn đề liên quan, đó chính là những cái kỹ năng anh em dùng để tung chiêu, anh em sử dụng, anh em né, anh em sẽ không tận hưởng và anh em sẽ không trải nghiệm được hết, thậm chí là đòn đánh thường anh em còn không nhìn được thấy cơ. Cho nên là nếu như mà anh em nào mà có điều kiện thì vẫn là nên sắm cho mình một cái chiếc điện thoại tầm trung, Mỡ nghĩ là khoảng tầm chừng là 3-4-5 triệu thôi, thì anh em hoàn toàn có thể có được cho mình một cái chế độ, một cái bật được cái sắc nét của cái con Mobile Legends rồi. Như thế nó sẽ rất là dễ chơi. Và ở đường dưới, một tình huống gọi là Odin anh ta xuống ganh vào vị trí của Mỡ, Vale và kèm theo đó là Amon. Đấy, à đâu, ganh vào Mỡ, nhưng Vale và Amon anh ta đã xuống và kết liễu đi được đó là Odin ở trong cái trận đấu này. Team bạn có cho mình hot pick đó là Carry, nhưng game đấu này Mỡ cầm phản kích cho nên là Mỡ không quá là ngán Carry anh em ạ. Carry tầm này vẫn đang bị Mỡ cấu rỉa, vẫn đang bị Mỡ cướp đi vàng, bởi vì Mỡ cầm bằng hỗ trợ ấy, điểm tài năng mà khi mà chúng ta gây được sát thương lên kẻ địch ấy, thì chúng ta sẽ cướp được 10 vàng của chúng, tối đa là 1,000+ vàng, 1,300+, 1,400 vàng anh em ạ. Thì với cái lượng vàng này chúng ta sẽ có thể gọi là thăng tiến được cái lượng đồ của chúng ta, nếu như mà chúng ta sử dụng những cái vị tướng cấu rỉa kẻ địch. Đấy, kiểu như là Claude. Ok, đường dưới khá là yên bình anh em nhỉ. Thật ra là team bạn cũng đã có được những cái tình huống đảo đường xuống đi ganh. Đấy, nhưng mà top Mỡ rất may mắn là có được mã gục. Và ở đường dưới là vẫn có Carry, Carry vẫn đang đứng ở đây. Tốc bắn của Mỡ là khá nhanh rồi, bởi vì Mỡ cầm cái lưỡi hán mòn kèm theo đó là cái kiếm diệt quỷ. Nhưng có chiêu cuối đến từ Odin trong cái tình huống này,
anh ta không lao vào mỡ. Nhưng cái tình huống vừa xong là mỡ chờ cho anh ta ulti bây giờ thì bắt đầu mỡ mới lao vào này. Ui dồi ôi, động lực công phá phiên bản Shopee anh em ạ, phiên bản Shopee luôn, ôi dồi ôi. Nhưng vẫn có được mạng của đó là cái vị tướng carry. Còn ở đây là Vaxana bị nuốt vào trong bụng đến từ vị trí của Atlas, mỡ đẩy bóng khỉ lên. Vâng, về cơ bản anh em có thể nhìn thấy là nếu như mà chúng ta để đồ họa thấp nhất như thế này thì cái khung hình, cái màn hình của chúng ta có thể nói là rất rất là thoáng. Nó bỏ đi hầu hết là mọi hiệu ứng khó nhìn rồi mà anh em, nó rất là thoáng, anh em có thể gọi là bắn xong rồi tấn công mục tiêu, nó là rất dễ dàng. Nhưng anh em nên lưu ý rằng là cái mặt lợi nào nó cũng có cái mặt hại, và đã để đồ họa thấp như thế này thì nó là lợi bất cập hại anh em ạ. Nó lợi ít mà hại rất nhiều, kiểu đôi khi kẻ địch nó bắn cái hỏa tiễn này hoặc là nó dùng cái đòn đánh thường thì cái độ phân giải thấp nó không nhìn thấy đâu anh em ạ. Và ở đây là có carry, carry mở phần chấn lên, à đâu, carry mở mở cái chiêu cuối lên, hình như là có bật cả cái phần chấn anh em ạ. Và có cả Vaxana ở đường dưới, vợ thấy đường dưới có vẻ như là không thơm, phản kích mọi chiều hồi quên, chưa đứng vào bụi anh em ạ. chưa đứng vào bụi, ok. Bây giờ đã nấp ở trong bụi đây, mỡ phát hiện ra được đó là carry. Mở động lực câu phá, vâng, rất rõ ràng, vâng. Cái ulti nó chỉ hiển thị đúng cái vòng để cho anh em thi triển kỹ năng mà thôi. Thi thoảng là có vài viên đạn đến từ đòn đánh thường bắn ra, chứ nó hoàn toàn bỏ đi bố mất hiệu ứng đến từ cái skin rất là đẹp đến từ Claude ở trong cái dịp lễ Valentine vừa xong. Đó là cái tâm nguyện rực cháy rồi các ông ạ. Vâng, về cơ bản là trận đấu này team mỡ vẫn đánh được, nhưng mà đây là một cái trải nghiệm tương đối thú vị của mỡ khi mà mỡ về đồ họa thấp này. Thôi chắc chơi một game thôi, mình quen đồ họa cao rồi anh em ạ, bây giờ chơi đồ họa thấp này nhắm không chơi nổi đâu anh em ạ. Rồi, ở đường giữa đang có oánh nhau ở đây, mỡ sẽ di chuyển ra, team bạn đang tập trung tới 3 thành viên, mỡ đẩy bóng khỉ lên nhằm vào vị trí của đó là hai vị tướng là Nana và kèm theo đó là cái anh chàng Aluka, anh chàng Odin. Đáng nhẽ ra mỡ bắn Vaxana nó sẽ là dễ hơn, nhưng mỡ lại thích độ khó. Mỡ kết liễu đi được đó là Odin, sau đó đẩy bóng khỉ né skill của Vaxana. Vâng, về cơ bản là công nhận là bản đồ thoáng thật. Mỡ có thể nhìn thấy rất rõ ràng đó là những cái thao tác và cử chỉ của cô em Vaxana. Nhưng hết võ mất rồi anh em ạ, chiêu cuối không còn, phản kích không còn. Đấy, chỉ có đó bắn thường thôi, cho nên là mỡ sẽ quyết định lùi về bởi vì team bạn của Alot đang đứng ở đường giữa đi dâng và trông có vẻ là rất lợt. Rồi, ok, chắc là sẽ di chuyển. Ui dồi ôi, lâu lắm rồi mới thấy cái con bùa tím này. Hello, hello ông, bùa tím này nhìn cute vãi cả nồi anh em ạ. Nó không còn là cái con sói nữa mà nó là cái con bùa tím bình thường luôn anh em ơi. Rồi, ăn được cái con bùa tím, team mỡ có vẻ như là sẽ nhường cho mỡ cái con bùa tím này. Có bùa tím thì về cơ bản là mỡ sẽ gọi là dùng được skill nhiều hơn. Và ôi dồi ôi, anh Lót, ôi dồi anh Lót ơi, là anh Lót ơi. Lâu lắm rồi mới thấy anh Lót này, ôi dồi, kỹ năng của anh rồi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây là anh Lót ở bản đồ cơ bản tối thiểu trong cái chế độ mượt mà, tức là low setting trong tựa game Mobile Legends anh em ạ. Và động lực công phá vẫn xây rất nhiệt tình, mỡ có cung tấn phòng bắn vào ổn đất Mylazu, anh ta sẽ phải lên bảng điểm số. Mỡ đẩy bóng khỉ lên, mở cung lên, mở phần chấn lên, carry lên bảng điểm số cân 3 luôn anh em ạ. Và đó là mạng thứ 11 đến từ tô mỡ ở trong cái trận đấu này rồi. Vâng, một tình huống rất nhạy cảm, team bạn mất đường trên, mất 3 mạng. Và ui dồi anh em nhìn đòn đánh tay của con Vêu kìa, ui dồi ôi, nó đánh như thế này thì nhìn kiểu gì. Và với việc có lẽ là team bạn không ra thủ đường kịp thì trận đấu này nó sẽ được kết thúc tại đây thôi. Vâng, một trải nghiệm có thể nói là cực kỳ khó phai. Nhưng mỡ nghĩ rằng thôi bây giờ chắc là mỡ sẽ về chế độ sắc nét để đồ max setting thôi anh em ạ, để đồ họa max setting thôi. Chứ bây giờ chúng ta đang chơi max setting, chúng ta chơi low setting không ổn đấy anh em ạ. Vâng, nếu anh em thấy video clip này của mỡ thú vị thì đừng quên để lại cho mỡ một like và đăng ký kênh anh em nhá. Peace.